Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Anh con xin gì cùng hội Thánh Chúa? Dạ, thưa con xin đức tin. Đức tin sinh ích gì cho con? Thưa, đức tin đem lại cho con cuộc sống đời đời. Sự sống vĩnh cửu là mà con vừa nhận biết Thiên Chúa thật và đấng người sai đến là Đức Giêsu Kitô, vì chưng Đức Kitô đã sống lại từ cõi chết, đã được Thiên Chúa đặt làm nguồn mạch sự sống và là Chúa tể mọi loài hữu hình và vô hình. Sự sống ấy con hôm nay đã không xin cùng với bí tích rửa tội. Nếu con không biết Đức Kitô và không muốn trở nên môn đệ của Người, bởi trước đây con đã nghe lời Người, đã muốn tuân giữ giới thánh Người, đã sống trong tình huynh đệ và cầu nguyện chưa? Để trở thành người Kitô hữu, con đã làm tất cả những điều ấy chưa? Thưa, con sẵn sàng. Còn anh nhận đỡ đầu cho người chịu phép này trước mặt Thiên Chúa. Anh xét người này hôm nay có xứng đáng được chấp nhận cho lãnh bí tích gia nhập Kitô giáo hay không? Thưa, xứng đáng. Con đã làm chứng cho người chịu phép này. Đó, con có sẵn sàng dùng lời nói và gương sáng tiếp tục giúp đỡ người này phụng sự Đức Kitô không? Thưa, con sẵn sàng. Lạy Chúa Cha nhân từ, chúng con cảm tạ Chúa thay cho tôi tới chỗ đây đã đi tìm kiếm Chúa và được Chúa kêu mời bằng nhiều cách. Hôm nay trước mặt hội thánh, người này đã đáp lại tiếng Chúa gọi. Bây giờ đây xin Chúa nói thương ban cho người này được hân hoan thấy Chúa hoàn tất ý định yêu thương của Chúa. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Bài trích sách tiên tri Isaiah: Hỡi Gia-cóp tôi tớ của ta và hỡi Israel dân tộc ta đã tuyển chọn. Giờ đây nghe ta, Đức Chúa là đấng đã tạo dựng và tác thành ngươi từ trong lòng mẹ, là đấng phù trợ ngươi phán rằng: Hỡi Gia-cóp tôi tớ ta mà ta đã tuyển chọn một cách chính đáng, ngươi đừng sợ hãi, vì ta sẽ đổ nước xuống trên kẻ khao khát và sẽ khiến nước suối nước chảy trên đất khô khan. Ta sẽ tuân đổ thần khí ta trên dòng dõi ngươi và sẽ ban phúc lành của ta trên con cháu ngươi. Đó là lời Chúa. Chúng ta đạo: Hồn tôi khát Chúa trời hằng sông. Hồn tôi khát Chúa trời hằng sông. Như nay rừng cắt băng nguồn nước, hồn tôi khát Chúa trời, ôi Chúa trời tôi. Hồn tôi khát Chúa trời hằng sông. Hồn tôi khát Chúa trời hằng sông. Ngày nào tôi được tìm vai về ra mắt Chúa trời. Hồn tôi khát Chúa trời. Xin chiếu rọi ánh quang minh và chân thực của Chúa để những điều đó hướng dẫn con, đưa con lên núi thánh và cung lâu của Ngài. Hồn Chúa trời. Tôi sẽ tiến tới bàn thờ Thiên Chúa, đến cùng Thiên Chúa làm cho tôi được thân hoan và vui mừng. Với cây đàn cầm thủ tôi sẽ ca ngợi Chúa, ôi Chúa là Thiên Chúa của tôi. Alleluia, Alleluia. Chúa phán: Ta là sự sống lại, ta là sự sáng thế gian. Ai theo ta sẽ có ánh sáng ban sự sống. Alleluia. Bài trích phúc âm theo Thánh Matthew: Khi Chúa Giêsu tiến lại nói với 11 môn đệ rằng: Một quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy. Vậy các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, rằng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con. Và đây Thầy của các con mọi ngày cho đến tận thế. Đó là lời Chúa. Chúng ta hãy cầu nguyện cho người con yêu quý của chúng ta đang chuẩn bị đón nhận các bí tích của Chúa Kitô, và cầu cho tất cả chúng ta là những người tội lỗi để khi tiến đến gần Chúa Kitô với tâm hồn tin tưởng và thống hối, chúng ta được luôn tiến bước trong đời sống mới. Chúng ta xin cầu xin Chúa đói thương khơi lại và đốt lên trong tất cả chúng ta tâm tình thống hối chân thật.
xin cho chúng ta, cầu xin Chúa cho chúng ta là những kẻ đã nhờ quý tín rửa tội mà chết cho tội lỗi, và để Chúa Kitô cứu thoát có thể bày tỏ ơn Chúa ra bên ngoài. Chúng ta cầu xin Chúa cho tên Chúa Chúa đây là kẻ tin tưởng vào lòng thương xót của và có lòng thương ngôi được sẵn sàng ra đón đấng cứu thế. Chúng ta cầu xin Chúa cho kẻ theo Đức Kitô đấng xóa tội trần gian không lây nhiễm tội lỗi và thoát khỏi áp lực thế gian. Chúng ta cầu xin Chúa cho tôi tới Chúa đây được Chúa Thánh Thần thanh tẩy và nhờ người dẫn dắt được hướng tới sự thánh thiện hoàn toàn. Chúng ta cầu xin Thiên Chúa cho tôi tới Chúa đây nhờ với tích rửa tội, được mai táng với Đức Chúa Kitô, được chết cho tội lỗi và luôn được sống với người. Chúng ta cầu xin Chúa cho người này khi tiến đến cùng Đức Kitô, đến cùng Chúa Cha, được mang lại thế ban sức mạnh của người cho con, người hằng sống và hiển trị muôn đời. Anh chị em thân mến, chúng ta chân này xin Thiên Chúa toàn năng thân đến tới Chúa, đây là Giuse đang xin lãnh nhận bí tích rửa tội. Chính người đã kêu gọi và dẫn đưa ông anh Giuse tới giờ này, thì xin người ban cho ông anh Giuse ánh sáng và sức mạnh để anh nhận tâm gắn bó với Chúa Kitô và tuyên xưng đức tin của Thánh. Cũng xin Chúa Thánh Thần đổi mới anh Giuse cho Thánh Thần là đấng mà chúng ta sẽ lãnh trách khiển này, xin Chúa trên nước này. Lạy Chúa, nhờ các bí tích giới hiệu của bí tích Chúa đã dùng khả năng vô hình mà thực hiện hiệu quả lạ lùng và đã bằng nhiều cách sửa soạn nước này là tạo vật của Chúa để bày tỏ ân sủng bí tích rửa tội. Lạy Chúa, trong buổi sơ khai của thế gian, Thánh Thần Chúa đã bay lượn trên nước để ngay từ đó chất nước đang mang sức thanh hóa. Lạy Chúa, trong chính nước hồng thủy, Chúa đã cho thấy hình ảnh ơn tái sinh để nhờ một nhiệm cũng một thứ nước chấm dứt các tính mê nhất xấu và khơi nguồn các nhân đức. Lạy Chúa, Chúa đã làm cho con cái Áp-lam đi qua biển đỏ táo chân để cho toàn dân được giải thoát khỏi ách nô lệ Pharaoh và tiên báo một trời mới gồm những người đã được thanh tẩy. Lạy Chúa, con Chúa đã được Thánh Gioan làm phép rửa trong nước sông Giô-đan và được Chúa Thánh Thần sức dầu tấn phong khi bị treo trên thập giá. Người đã để nước cùng máu chảy ra từ cạnh sườn người và sau khi sống lại, người đã truyền cho các tông đồ rằng các con nên đi dạy dỗ quân dân rửa tội cho họ nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Vì vậy xin Chúa đã thương nhìn đến hội thánh Chúa và khơi cho hội thánh nguồn nước rửa tội. Xin cho nước này mang lại ơn thánh của con Chúa do Chúa Thánh Thần để con người được tạo dựng theo hình ảnh Chúa nhờ vết tích rửa tội được tẩy sạch mọi vết nhơ tội lỗi xưa, đang được sự sống bởi nước và Thánh Thần trong buổi thơ ấu của người. Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa cho sức mạnh Chúa Thánh Thần để con Chúa xuống trên giếng nước đầy này, để khi mọi người nhờ bí tích rửa tội đã được ơn tái sinh cùng Đức Kitô hầu chết cho tội, thì cũng được phục sinh với người trong sự sống nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Để sống trong tự do ân sủng của con cái Thiên Chúa, anh chị em có từ bỏ ma quỷ không? Để khỏi làm nô lệ tội lỗi, anh chị em có từ bỏ những quyến rũ bất chính không? Anh chị em có từ bỏ ma quỷ là kẻ gây ra và cầm đầu tội lỗi không? Con Giuse, con có tin kính Thiên Chúa là Cha toàn năng đấng tạo thành trời đất không? Con có tin kính Đức Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, Chúa chúng ta, khi bởi Đức Trinh Đức Maria đã chịu khổ hình và mai táng, đã sống lại từ cõi chết và đang ở bên hữu Chúa Cha không? Con có tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tin hội Thánh Công Giáo, tin các thánh tông công, tin phép tha tội và tin xác sông lạnh và sự sống vĩnh cửu không? Con cúi đầu. Cúi đưa được đây, cúi vào cái này. Giuse, Cha rửa con.
nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Được. Thiên Chúa toàn năng là Cha Đức Giêsu Kitô, chúng ta đã tái sinh Con bởi nước và Chúa Thánh Thần và đã giải thoát Con khỏi tội lỗi. Xin Người sức dầu cứu độ cho Con, để sau khi gia nhập đoàn dân với Người, Con mãi mãi làm chi thể của Đức Kitô là Tư Tế Tiên Tri và Vương Đế đến cõi sống muôn đời. Dù xe con đã trở nên tạo vật mới và đã mặc lấy Chúa Kitô, chiếc áo này là dấu chỉ tinh truyền của Con. Con em mang nó cho đến khi ra trước tòa Đức Giêsu Kitô cho chúng ta, để Con được sống muôn đời. Con đã trở nên ánh sáng Chúa Kitô, hãy luôn sống như Con phải sự sáng để bền vững trong đức tin. Người đỡ đạo cầm. Để khi Chúa đến, Con xứng đáng răng linh đón Người với tôn thể các thánh trên trời. Amen. Giuse, Con đã được tái sinh trong Chúa Kitô, được trở nên chi thể và thành phần dân tư tế của Người. Giờ đây Con còn phải lãnh nhận Chúa Thánh Thần đã ngự xuống tràn đầy trên chúng tôi. Chúa đã ban Thánh Thần cho các tông đồ ngày lễ cuối tuần. Chính các tông đồ và các đấng kế vị lại ban cho những người đã được rửa tội. Vậy Con cũng lãnh nhận sức mạnh của Chúa Thánh Thần mà Thiên Chúa đã hứa ban, để nhờ đó, một khi đã trở nên giống Chúa Kitô hơn, Con làm chứng về cuộc khổ nạn phục sinh của Chúa và trở thành chi thể hoạt động của Hội Thánh, hầu xây dựng nhập thể Chúa Kitô trong đức tin và đức mến. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa Cha toàn năng nói thương ban thần đền Chúa Thánh Thần xuống trên Người tân tòng đây, để Chúa Thánh Thần dùng ân huệ dồi dào của Người làm cho Người tân tòng này nên vững mạnh và sức dầu, để Người này nên giống Chúa Kitô Con Thiên Chúa. Chúa đã tái sinh tôi tới Chúa đây bởi nước và Thánh Thần. Khi giải thoát tôi tới Chúa khỏi tội lỗi, chỉ lạy Chúa xin Chúa ban Thánh Thần đấng an ủi đến trong Người này, xin ban cho Người này thần trí khôn ngoan và thông hiểu, thần trí lo liệu và sức mạnh, thần trí biết, truy biết và đạo đức. Xin ban cho Người này ơn cứu trợ Chúa nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Bình an của Chúa ở cùng con. Chúng ta đã hợp ý trong nghi thức để rửa tội và ban phép thêm sức cho con em chúng ta là người tân tòng này. Chúng ta tạ ơn Chúa và vỗ một tràng pháo tay để chúc mừng.